Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Bộ Cơ quan Trung ương và các địa phương để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước thực hiện giải ngân đến ngày 31 tháng 8 là trên 221.000 tỷ đồng trên tổng số 470.600 tỷ đồng được Quốc hội thông qua, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các dự án lớn, dự án quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, có một số dự án tiến độ thực hiện và giải ngân cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cũng còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách năm 2020 của tỉnh là trên 5.200 tỷ đồng. Qua 8 tháng, giải ngân được trên 3.000 tỷ đồng, đạt gần 95% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt trên 57% kế hoạch địa phương giao. Khởi công mới 19 trên 38 dự án, 14 trên 38 dự án đang lựa chọn hoặc đã và đang phê duyệt nhà thầu. 5 trên 38 dự án đang thiết kế bản vẽ thi công. Có được kết quả này là do tỉnh Hưng Yên thành lập ban chỉ đạo do Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm trưởng ban để trực tiếp đôn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, quan tâm đến giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đề xuất một số nội dung nhằm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, như đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện một số dự án sử dụng vốn ODA, cho phép giải ngân vốn dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đường đê tả sông Luộc kéo dài đến hết năm 2020, triển khai giai đoạn 2 dự án tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành chức năng và một số địa phương cần khẩn trương phối hợp hoàn thiện các thủ tục để triển khai các công trình, dự án quan trọng của địa phương mình, đặc biệt là những dự án có đầy đủ hồ sơ, những dự án đã và đang triển khai để sớm đưa các công trình vào sử dụng có hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.